Chào mọi người, tôi tên là Phương Anh, mọi người hay gọi tôi là Rinmi. Tôi đã theo đuổi animation 4 năm rồi và bây giờ tôi là animator tự do. Tôi cũng đang dạy học tại Redcat Academy. Để trở thành một animator giỏi, bạn phải trở thành một nhà quan sát giỏi. Giống như khi tôi làm animation cho trái banh này, tôi phải biết được trong thực tế trái banh này chuyển động như thế nào đó. Tại Redcat Academy, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn những điều cơ bản nhất để tạo nên animation. Nếu bạn cũng đam mê animation giống như tôi và muốn được định hướng bài bản thì hãy gặp tôi tại Redcat Academy nhé. Với ai thì các bạn cũng sẽ gặp mình trước. Mình là Ngân, mình sẽ giúp cho việc học của các bạn tại Redcat Academy được suôn sẻ hơn, như là tư vấn khóa học phù hợp nè, tổ chức lớp học cho hiệu quả và tâm sự mộng nếu còn nhé. Hẹn gặp lại các bạn tại Redcat Academy.